chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhi. Thì như mọi người cũng biết á, là Nhi đã đăng cái story về cái son mát này rất là lâu rồi. Và mình có một cái vấn đề gặp phải, đó chính là mình bị ăn cắp hình. Và bên những cái shop mà bán mát fake á, lấy hình ảnh của mình để chạy quảng cáo và bán cái dòng son mát này. Nên là mình cũng muốn làm video này để cảnh báo về mọi người luôn. Thì ok, chúng ta sẽ vô chủ đề của ngày hôm nay nha. Thì trên đây có Nhi là hai cây son mát Loud and Clear. Thì đây là cái dòng mới nhất của mát, và với một cái phiên bản là vỏ trong suốt, cùng với cái hộp cũng là nó sẽ kiểu như là hộp nhựa nhưng mà được in mở đó. Thì cây fake Nhi mua có giá là như là 180 một cây, và cây real Nhi mua với giá là 610 một cây. Và hiện tại thì theo như Nhi biết thì cây mát này đã sold out rồi và không còn hàng nữa. Và nếu mà mọi người mà muốn biết cái shop mà Nhi đã từng mua son mát thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho Nhi, và Nhi sẽ chỉ cho mọi người shop bán son uy tín nha. Tức là cái này không phải VA gì hết, mà là mình làm video chủ yếu là để giúp mọi người phân biệt dòng real và fake của cái son mát này thôi. Và mình thấy thật sự rất là nhiều người bán giá cao nhưng mà vẫn là bán fake nha mọi người. Vì đã có một số bạn follower của Nhi đã mua phải son mát fake với giá gần hơn 500 nghìn rồi, và hai cây là hết cũng hơn cả triệu, chưa cả tiền ship. Thì và bạn đó đã nhắn tin cho Nhi và thật sự rất là bức xúc luôn, vì bạn đó nói là khi mà mấy bạn nó thấy hình ảnh của Nhi thì tưởng là Nhi quảng cáo cho shop đó, nhưng mà thật ra là không có nha mọi người. Mình không hề PR cho bất cứ shop nào bán son mát hết. Nói chung là mình không hề PR nha, và tất cả các shop á đều không có quyền sử dụng hình ảnh của mình. Tức quá, nói chung là mình rất là tức, bởi vì họ dùng danh tính của mình để đi lừa đảo. Mình rất rất tức nha mọi người. Và hôm nay mình sẽ làm rõ cái vấn đề son mát fake này rất là tràn lan hiện tại. Có những bạn bán công khai giá fake, ok mình không nói, nhưng mà có những bạn á, có những shop bán với giá real nhưng mà thật ra là đưa cho khách là son fake rất rất nhiều nha mọi người. Hiện tại thì Nhi đang cầm hai cây mát Sugar Dada. Thì đây, và mình sẽ nói sơ qua khi mà mình cầm á, lúc đầu thì cái cây son nó sẽ còn mới, nó chưa có bị trầy nhiều đâu mọi người, nhưng mà kiểu mình để khoảng tầm kiểu như mình để trên bàn á, xong rồi đụng tới những cái, nó sẽ đụng va chạm những cây son khác thì nó sẽ bắt đầu bị mờ. Nói chung là cái chữ này nó bị bay đi, còn cái cây real á thì rất là khó bay nha mọi người. Và khi mà cái cây mình nhận được á, cái vỏ mình cảm thấy nó rất là kém chất lượng, nói chung là nhìn nó sẽ bị bay mất cái độ nhám á. Là khi mà mình nhận được thì nó đã kiểu cũ rồi. Và tiếp theo á, khi mà mọi người nhìn ở cái tem ở trên đây nè, thì cái tem của fake nó in chữ rất là kiểu dễ bị lem luốc mờ nhạt, nói chung là nhìn rất là kém chất lượng. Và cái chữ á, nét chữ thì nó kiểu vừa đậm vừa nhạt, mà nó nói chung nó không có đều màu, và chưa kể là nó sẽ hơi mỏng. Nhưng mà có những cái cây fake mình thấy nó cũng in chữ bự. Nói chung là đây là cái cây fake mình mua thì chữ của nó là mỏng, và cái cây real thì chữ nó sẽ dày và đậm rõ, in rất là rõ nét, rất là sắc nét luôn. Xong, tiếp theo là mọi người cũng bảo mình là kiểu son mát có check mã code này kia được không. Thì cái mã này á, mình thấy là hàng fake nó làm nó in lại y chang luôn. Nhưng mà một điểm mà mình phát hiện á là ở cái cây, đối với cây mát real á, là sẽ có hai tem. Đầu tiên là cái tem mã vạch, tiếp theo là một cái tem bên hông. Thì shop Nhi mua là bạn đó order của Nga, thì cái tem này là có chữ Nga. Còn với cái cây mát fake thì ở cái phần này nó không có bất cứ gì hết mọi người. Tức là nó không có một cái tem, nó chỉ có một tem thôi, còn cây real sẽ có hai tem. Xong khi mà mình mở ra mình so với hai cái bên trong nha mọi người. Đây. Rất nhiều bạn mua phải son mát fake này rồi, nên là hôm nay mình muốn làm một cái video để cảnh báo mọi người cũng như là cẩn thận hơn trong cái việc mà mua cái cây son này nha mọi người. Thì hiện tại nó cũng cháy hàng á, không còn hàng nữa. Thì đây, bây giờ mình tắt cái này không. Thì đây, mọi người nhìn nha. Đối với cái cây fake thì nó sẽ kiểu màu trắng xanh, là cái vỏ toàn bộ cái cây mát fake nó sẽ là kiểu màu trắng xanh. Còn đối với cái cây real thì nó sẽ có một cái màu trắng kiểu nó hơi đục, hơi ngà, nói chung là không ngà quá. Đó, thì khi mà mình nhìn ở dưới đáy nè,
thì đối với cây Mac Fact á, nó sẽ vuông, nhìn cái đít nó sẽ hơi vuông, còn cái đáy của Mac Real á, thì nó sẽ bầu tròn. Khi mà mình mở cây son ra thì mọi người sẽ thấy nó bị lộ một cái đầu son rất là, đây nghĩa là mình đã dặn hết mức rồi, mình dặn hết mức luôn, thì nó sẽ bị lộ một phần đầu son. Còn đối với cây Real thì nó sẽ không có bị lộ cái đầu son lên. Và điểm đặc biệt là ở cái chốt nắp này nè, thì với những cái mức này á, nó sẽ rất là thô và rõ luôn, một cái đường gạch. Còn khi mà cái đậy nắp, cái phần đậy nắp của cái cây Real á, thì nó sẽ được in mờ, nói chung là nó ngắn hơn, nói chung nó được in mờ sát vô cái thân son á, chứ nó không có bị lộ ra quá lộ liễu. Rồi tiếp theo là mọi người sẽ nhìn vào cái đáy nha, thì cái đáy son á, cái đáy son của son Faker rất là nhăn nheo và dán không có được kỹ lưỡng. Mặc dù là cây Real thì có thể là họ dán đôi khi sẽ có sai sót, nhưng mà cái đích cái đáy thì họ dán rất là đẹp và chuẩn. Và khi mà cái tem ở dưới á, cái tem Real cũng sẽ đậm hơn là cái tem Fake. Cái tem Fake nó sẽ mờ nhạt. Thì mình sẽ đến cái phần thân son, khi mà mình kéo lên á, thì cái này kéo mình cảm giác không có xuống tay, nói chung là nó không có êm. Còn cái cây Real á, kéo rất là êm. Về mùi son á, thì nếu mà các bạn nào mà đã từng sở hữu son Mac sẽ biết Mac có một mùi rất là đặc trưng, kiểu giống như là mùi vanilla á, thì cái cây đối với cái dòng này vẫn giữ y nguyên cái mùi đó nha mọi người, nên là mình hửi cái là mình biết liền à. Còn đối với cây Fake á, cái mùi nó rất là kỳ, nói chung mùi nó rất là hắc và không có ra được cái mùi Mac Real. Nói chung là mấy bạn mà đã từng dùng Mac rồi thì sẽ biết cái mùi của cây Mac nó như thế nào. Thì cái cây Fake á, nó hoàn toàn, nói chung là nó hoàn toàn không giống một tí nào, và mùi nó rất là hắc, rất là hóa học. Còn đối với cái đây son Real á, thì nhìn nó sẽ chắc chắn và nó kiểu nó đục hoàn toàn luôn. Còn đối với cây Fake thì nó chỉ hơi đục thôi. Hai cái màu son á, thì nó sẽ na ná nhau, nhưng mà khi mà mình swatch lên tay á, thì hai cái màu á, cái cây Fake sẽ là một cái màu cam nhưng mà nó rất là bóng. Còn đối với cây Real á, thì cái chất nó rất là lì, nó không có bị bóng. Và mình phát hiện một điều đó là mình thử lấy cái nắp của cây Real đóng vô cây Fake là không có được nha nè. Mọi người nhìn nè, mình đóng vô không có được, nó không có khớp á. Giống như mình nói là mọi người để ý vào cái khớp này nè, là nó khác hoàn toàn. Thì ví dụ cái nắp của cây Real sẽ đóng được, nghe cái tách thì cây Fake bỏ vô nghe cái tách đó. Một điều nữa là cái mực in của trên cây Fake á, cái mực chữ mát của cây Fake á, nó sẽ hơi nổi lên. Còn cái mực của cây Mac Real nó sẽ in kiểu như nó in chìm á, nó không có bị nổi lên. Nói chung là cái phần này cảm thấy nó hơi gồ ghề á, rờ vô cũng cảm giác được nha mọi người. Còn cái cây này mình rờ vô là không có cảm giác gì hết, là sẽ được kiểu in tẹp vô cái cây son luôn. Đó thì đó là cái những cái đặc điểm để mọi người nhận phân biệt được cái cây Mac Real và Fake. Thì thật sự cây này mình phải soi khá là kỹ, nhưng mà đối với những bạn mà đã từng dùng Mac Real á, thì nghe mùi thôi là cũng đủ phân biệt được rồi là cái cây Mac đó là Fake Real. Và Nhi muốn cảnh báo mọi người á, là hãy thật cẩn trọng khi mà mua son Mac qua những cái trang mạng. Thì á, những cái bọn lừa đảo của mọi người nó sẽ bán ở trên trang web và sẽ bấm kích mua ngay, hoặc là kiểu mua một tặng một. Nói chung là son Mac giá gốc á, thì đã rất là mắc rồi, thì như mua là đã 601 một cây, mà kiểu mà tụi nó lại bảo là son mà mua một tặng một, thì mọi người biết là cái đó là Fake rồi đó. Thêm một điểm nha mọi người, là khi mà bọn nó bán á, bọn nó bảo là bọn nó có giấy tờ, có bill này kia, nhưng mà thật ra tụi nó chỉ đưa ra một cái bill rất là ảo, một cái bill trên mạng. Nói chung là cái đó ai làm cũng được hết á mọi người. Nói chung là hả, ai làm cũng được hết, nên là cái việc mà nó show bill ra chả có nghĩa lý gì hết, mà một cái bill điện tử nữa. Những cái mình sẽ cảnh báo là mọi người mua dính phải những cái trang web mà nó sẽ đề là Mac Việt Nam này kia. Thật ra cây này không có về ở Mac Việt Nam nha mọi người, nên mà tụi nó mà đề vậy là hiểu rồi đó. Fake. Rất là tức, đã fake mà còn đi lấy hình người khác nữa mọi người, mà rất là vô lý. Là cái tấm hình mình chụp từ 2019 mà 2020 nó sử dụng, ồ thật là mắc cười. Ok, mình sẽ bình tĩnh lại. Và chưa hết đâu, ngoài cái clip phân biệt đợt trước Nhi có làm một clip phân biệt son ba xe, thì Nhi cũng bị tụi nó lấy clip để mà chạy quảng cáo. Nói chung là tụi nó đây là chung, mình không biết được ai hết, không biết một tổ chức hay cá nhân nào lấy hình ảnh của mình. Và cái bọn này rất là nhây và đông. Nói chung là có thể là mọi người sẽ lâu lâu thấy những cái quảng cáo như vậy á, thì nó sẽ lấy hình của những
bạn KOL khác hoặc là YouTuber khác để chạy quảng cáo và bán hàng phát rất là nhiều. Nên là mình mong mọi người hãy cẩn trọng khi mà mua những cây son này và nên tìm những cái trang web uy tín chính hãng để mà mua hàng nha. Như hy vọng là mọi người thích cái clip này nha. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Và nếu mà mọi người muốn mình review những sản phẩm nào hoặc là những cái món hàng nào đang hot thì cứ comment ở dưới cho Nhi nha. Hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo. Và mọi người ơi, mọi người đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh của Nhi để Nhi có động lực ra những cái video tiếp theo nha. Bye bye.